bữa nay trời nắng tốt quá. Nắng à. Đây. Là bà coi kêu. Đổi đi. Em mới đổi xong đó, chở xong. Quay ngang trên này, quay ngang gì bọn ba thôi, đừng đừng quay ngang mà. Ở trên này chứ đừng gọi cho anh. Chỗ này mai mốt làm piscine. Cương nó làm piscine. Cô có chìa khóa không? Mở cửa ra đây, ba quay với em biết năm à. Anh đi vòng. Khải Hoàng. Ủa là lên cái dốc giặt đai này mệt quá. Nhà quá rộng luôn. Ăn thời trang nét tờ dây chết luôn. Giặt đàn cũng vậy. Bữa này đào cái hồ cá. Sáng năm là phải đào hết. Đấy là mệt. Cửa vô tránh này đi xuống gà lại. Trên là cái terrace. Và là cho em biết năm. Nhà này trời nắng mới trời sao bụi quá vậy ta. Ngồi nó phải rửa phải lau rồi. Rồi đi kêu bà hiệp hít. Này là terrace. Chiều mát lên ngồi. Cửa ra đây.
một đồ chơi cho mấy đứa nhỏ xích đu. Robo cắt cỏ. Tổng bệnh luôn. Làm cho lá vào là rồi.